xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Hurricane tỷ phú Qatar cam kết chi 1,5 tỷ cho Ten Hag. Chính thức MU chi hơn 100 triệu cho Kane. Điểm hạn chế lớn nhất của bộ đội bom tấn MU và có rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Chính thức MU chi hơn 100 triệu cho Hurricane. Theo Daily Mirror. MU dự tính chi hơn 100 triệu bảng mua tiền đạo Harry của Tottenham ở phiên chợ hè 2023. MU sẵn sàng biến Harry thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử ngoại hạng Anh. Ngôi sao sinh năm 1993 tiếp tục trải qua một mùa giải trắng tay cùng Tottenham. Anh đã trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử gà trống và bây giờ, cầu thủ người Anh đã nghĩ đến việc rời đi để giành những danh hiệu Tờ Manchester Evening News cung cấp thêm Erik Ten Hag đã dục lãnh đạo MU xem Harry là ưu tiên số 1 cho kế hoạch chinh phục các danh hiệu mùa tới. Man đỏ thực sự cần một trung phong mới trong bối cảnh Anthony Martial dính chấn thương liên miên, trong khi đó Cút Quét Hot chỉ là lựa chọn tình thế. Tất nhiên, bên cạnh đó là mức lương thưởng hấp dẫn mời gọi tay sân bàn hàng đầu này. Ba, ba mục tiêu sống còn ở MU. Erik Ten Hag phát biểu trên trang chủ MU: Tôi đang ổn và hạnh phúc ở MU đây là câu lạc bộ lớn nhưng không quá thành công trong vài năm qua. Vì thế, phải khôi phục vị thế của MU đến nơi mà họ thuộc về. Không chỉ là ở khía cạnh đào tạo đội bóng MU mà thay đổi văn hóa, cụ thể là văn hóa chiến thắng. Tôi hướng đến mục tiêu đó và chúng tôi phải làm cùng nhau. MU là câu lạc bộ tuyệt vời, có cộng động viên cuồng nhiệt. Tôi hạnh phúc khi là một phần của MU nhưng để đạt được mục tiêu ấy cần thời gian lâu dài. Với mục tiêu thứ ba tại MU, Ten Hag muốn từng cầu thủ phải luôn thử thách chính mình để là phiên bản tốt nhất tại câu lạc bộ. Ten Hag muốn MU là tập thể tốt dựa trên từng cá nhân đóng góp tích cực nhất. Thị phú Kata quyết mua MU, cam kết chi 1,5 tỷ bảng cho Ten Hag. Trong lúc vụ MU được nhà Glazer giao bán chưa có bước đột phá mới, một trong những người mua tiềm năng của vụ này đã thể hiện sự hâm mộ cho đội bóng và thậm chí là xuất hiện những thông tin người này sẵn sàng đầu tư hơn 1,5 tỷ bảng để đội bóng tìm lại vinh quang tột đỉnh ở bóng đá Anh. Đó chính là Bin Hamad Athani, chủ tịch ngân hàng Hồi giáo Qatar. Bức ảnh ông Athani mặc một chiếc áo MU mùa giải này đứng cạnh nhà báo Mohamed Saen Akabi, một người có nhiều mối quan hệ với các siêu sao bóng đá châu Âu cũng như quen biết không ít nhân vật tài to mặt lớn ở Qatar, đã được lan truyền trên mạng xã hội sau khi được đăng tải trên Twitter. Mới đây, người phát ngôn đại diện cho Qatar, Foundation đã lên tiếng cho biết không xác minh được tính chân thực của bức ảnh và coi đây chỉ là một thông tin phi chính thức. Dù vậy, mới đây, Akabi đã cho biết rằng ông Athani đã có những nỗ lực đáng kể nhằm chuẩn bị cho việc tiếp quản MU. Trong lúc ông và tỷ phú số một nước Anh Sir Jim vẫn đang đua giá cả, Athani không chỉ đơn thuần là đang nói chuyện tiền với nhà Glazer, mà còn đang xem xét sổ sách tài chính của câu lạc bộ cũng như tham gia vào các cuộc thuyết trình về kinh nghiệm quản lý đội bóng đá. Đề nghị của Athani là cực kỳ hấp dẫn, không chỉ là mua lại MU từ nhà Glazer mà tỷ phú Qatar sẽ lập ra hẳn một tổ chức con riêng biệt để điều hành đội bóng. Giống như Qatar Sport Investment điều hành PSG, 1,5 tỷ bảng sẽ được bơm vào cho việc thiết lập tổ chức mới trong đó tiền sẽ được phân bổ cho việc cải tạo sân Old Trafford, xây một tổ hợp khách sạn, spa và trung tâm giải trí quanh sân, thậm chí một phần đất quanh sân sẽ được cải tạo để làm phố đi bộ có sân vườn. Phần còn lại của số tiền sẽ dành cho MU chi trả lương cầu thủ và ban huấn luyện trong một mùa giải 2023-2024. Và khi trừ đi các khoản đó thì Eric Ten Hag và các cộng sự có ngân sách chuyển nhượng cho việc mua quân. Giám đốc điều hành Richard Agno, giám đốc bóng đá John Murtock và giám đốc kỹ thuật Darren Fletcher vẫn được tại vị và họ sẽ cùng Ten Hag tiếp tục việc tuyển mộ lực lượng như bình thường. Theo AKB, Atani hy vọng việc điều hành MU sẽ được giữ sự ổn định nhiều nhất có thể thay vì gặp những biến động quá lớn giống như Chelsea sau khi đổi chủ vào mùa xuân năm ngoái. MU đang trên đài trở lại với những chiến thắng sau khi trải qua nhiều mùa giải không thành công thời hậu giả Ferguson, nên một vụ đổi chủ có thể tạo ra những xáo trộn ảnh hưởng tiêu cực tới tiến trình đó. Điểm hạn chế lớn nhất của bộ đôi bom tấn MU Bộ đôi Anthony và gia Sancho trải qua mùa giải không thực sự ấn tượng. Bom tấn Anthony đóng góp 7 bàn sau 29 lần ra sân, đó rõ ràng là con số thống kê ít ỏi so với số tiền chuyển nhượng kỷ lục của MU bỏ ra dành cho ngôi sao người Brazil. Tương tự, gia đơn Sancho gặp nhiều khó khăn dưới triều đại Erik ten Hag. Cựu sao đốc môn vắng mặt trong khoảng thời gian dài vì chấn thương về thể lực. Mùa giải năm nay, Sancho đóng góp vỏn vẹn 5 bàn thắng, thống kê ảm đạm so với kỳ vọng lớn khi Sancho đặt chân đến Old Trafford chia sẻ với kênh file youtube cựu trung vệ rio ferdinand bình luận nếu anthony thành thật với bản thân cậu ấy cần thừa nhận phải nỗ lực nhiều hơn nữa với tư cách người hâm mộ chúng tôi cần kiên nhẫn tôi hy vọng anthony có đủ thời gian để chứng minh phẩm chất của mình có một điều trong lối chơi của anthony và sancho cần cải thiện đó là chấp nhận rủi ro lớn hơn bạn không nhận về điều gì nếu không dám mạo hiểm bạn không thể đoạt danh hiệu nếu không chấp nhận rủi ro vì sao MU không kháng cáo cho Casemiro? Nhiều ý kiến cho rằng pha vào bóng đến từ Casemiro ở trận gặp Southampton không đủ điều kiện để rút thẻ đỏ và các cổ động viên hy vọng MU sẽ đệ đơn kháng cáo. Tuy nhiên, đội chủ sân Old đã xác nhận sẽ không đưa ra bất kỳ động thái nào. Theo nguồn tin từ Watt, câu lạc bộ cảm thấy khả năng lệnh cấm bị đảo ngược không mấy khả thi, do đó họ từ chối đưa ra khiếu nại. Vì Casemiro đã bị đuổi khỏi sân một lần trong mùa giải này nên giờ anh sẽ bị cấm thi đấu 4 trận. Theo quy định của FA, nếu họ coi đơn kháng cáo thẻ đỏ từ một câu lạc bộ là phù phiếm, họ có thể tăng nặng lệnh cấm đối với cầu thủ. Do đó, MU khá thận trọng trong việc đệ đơn đòi công bằng cho Casemiro bởi hành động này có thể sẽ dẫn đến một hình phạt nặng hơn. Hai tài năng trẻ sắp rời MU Manchester Evening News đưa tin, Elanga và Pelissi sẽ được ban lãnh đạo MU đem đi cho mượn ở kỳ chuyển nhượng hè tới để tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu. Elanga, 20 tuổi, từng là tài năng trẻ được đánh giá cao ở MU. Anh lên đội một trước khi Erik Ten Hag tiếp quản đội bóng. Mùa này Elanga mới đá chính 7 trận cho Quỷ Đỏ. Anh bị lu mờ khi đặt cạnh Alessandro Garnacho, một tài năng trẻ khác đang thể hiện ấn tượng tại Old Trafford. Sau 23 trận trên mọi đấu trường, Elanga mới đóng góp hai kiến tạo cho MU. Erik Ten Hag từng nói đến trường hợp của Elanga hồi tháng 10, cậu ấy thể hiện tốt và còn trẻ. Năm ngoái Elanga chơi rất nhiều trận, việc một cầu thủ trẻ ít được thi đấu là điều bình thường. Elanga có những tố chất tốt nhưng khả năng chạy chỗ hay pressing, cậu ấy có một tương lai hứa hẹn. Với Pelici, cầu thủ người Uruguay từng được MU đem cho Alavet mượn trong 1,5 năm. Nhưng sau 35 lần ra sân cho câu lạc bộ La Liga, mà trình diễn của anh không nổi bật cặp sắc. Dưới thời Ten Hag, Pelici được giữ lại và trở thành phương án dự phòng cho Anthony bên cánh phải. Ten Hag tăng sức ảnh hưởng ở MU khi Ronaldo rời đi. Truyền thông Anh đánh giá cao những thay đổi về mặt tinh thần của cầu thủ MU, đặc biệt là ở ý chí chiến đấu của Quỷ Đỏ dưới thời Erik ten Hag. Điều này được thể hiện rõ ở trận gặp Southampton vừa qua, khi Casemiro bị thẻ đỏ trong hiệp 1, tiền đạo Anthony đến cạnh đồng hương chỉ tay vào ngực và nói: "Chúng tôi sẽ thắng trận này vì anh." Trong buổi phỏng vấn sau trận, thủ thành De Gea tiết lộ Erik ten Hag đã truyền động lực cho học trò và giờ nghỉ giữa hiệp. Nhiều cầu thủ MU tin rằng đội vẫn có cơ hội chiến thắng dù chơi thiếu người. Sự đoàn kết là thay đổi lớn của MU dưới thời Ten Hag so với khi Ralf nick còn cầm quân. Ở nửa cuối mùa trước, phong thay đổi của MU được cho là xuất hiện tình cảnh chia phe giữa nhóm cầu thủ Bồ Đào Nha và phần còn lại. Bên cạnh đó, những nguồn tin nội bộ đội bóng bị tiết lộ ra ngoài ảnh hưởng đến hình ảnh của câu lạc bộ. Hiện tại MU là tập thể đoàn kết, kỷ luật và có ý chí chiến đấu cao. Cựu danh thủ Gary từng nói đến vấn đề này. Chúng tôi biết người tiết lộ thông tin đội bóng là ai, nhưng tôi sẽ không nói danh thẳng đầu tính người đó. Họ cần chấm dứt những chuyện này và tập luyện chăm chỉ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!